Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trên quốc lộ 80 ở trước nhà thờ Giáo Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay cái không khí chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh năm nay nhé. Mời quý vị cùng Lâm đi một vòng. Đây là nhà thờ lớn nhất ở Tân Hiệp này quý vị. Đây là ở phía bên tay phải từ quốc lộ 80 nhìn vào đó quý vị. Thì ở đây các bác các cô chú đang chuẩn bị cho cái đá phải không chú? Dạ. Ở nhà đi con. Rồi để anh quay cho cưng. Dạ. Cái này bữa mấy mình mới bắt đầu thử đèn, tối nay là mình có thử đèn phải không chú? Tối thứ 6 rồi. Dạ. Tối thứ 6 á. Dạ. Tối thứ 6. Hang đá ở đây lớn quá chú ơi. Ủa chú, cái này hang đá mình trong đạo mình nó có ý nghĩa là gì chú ha? Cái này là đá ngày sinh nhật rồi chú sinh ra đời á. À dạ. Dạ ông. Vậy là chú cũng sinh ra một cái hang ở đây như là lớn nhất hả chú về? Dạ. Mà còn thấy cái hang đá ở đây. Dạ. Còn ở Gạch Giá chú. Dạ. Nói chung là Tân Hiệp này là cũng lớn rồi. Gạch Giá có nhà thờ không? Hả? Gạch Giá có nhà thờ không? Có. Nhưng mà Tân Hiệp là nhà thờ lớn nhất. Đúng rồi. Dạ. Nhà thờ về ở tỉnh Kiên Giang này là Tân Hiệp là lớn nhất. Nên anh lại đây quay nè mấy em. Ở đây là xứ đạo rồi. Ủa bác, cái này người ta gọi là gì bác ha? Đây á hả? Dạ. Đây là cái mô đen là đồi núi rồi có ruộng có ấy. À dạ, đây là ruộng vườn đấy. Đồi núi hả? Dạ. Đang nấu mà chưa bà bán em Đức ơi. Đang nấu đây. Thì đấu đi nhá, điện thử cho chơi bạn coi chơi. Ở nó chờ chừng 10 phút đi. Cái nhà này sao búp bê rồi sao nhào lộn trên này. Trời ơi trời, cột cho đứng hình rồi đứng búp bê lên chứ để. Có neo tới ông neo mẹ. Sập rồi đó không có ấy được đâu. Wow. Đây là những cái hàng đá. Trời ơi, những cái hàng đá là đẹp quá. Có thể nói là một trong những cái lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long nữa kìa. Ôi trời ơi, đẹp quá trời luôn. Sau đây Lâm sẽ đi một vòng từ phía bên tay trái theo giới thiệu của một anh trong đây, rồi mình sẽ đi qua bên phía bên tay phải bên kia. Ở đây là có nhiều hang đá nhất và cái công trình ở phía trong rất là quy mô quý vị. Wow. Rớt sừng để nữa bây giờ. Quá trời lớn rồi. Để đâu ra? Hình như là quay ra mà quay vô không ơi. Rồi. Hình như là nó ở đây có những cái mô hình hang đá lớn nhất, có thể nói là lớn nhất ở miền Tây này nè quý vị, nhìn rất là đẹp. Lột đó. Cái này thuốc, đúng rồi thuốc. Còn ở đây mà nếu mà lên là sẽ có những cái thác nước nè quý vị. Đây là những cái hang động. À, những cái hang động đây nè. Đây. Tối bữa đó chắc vui dữ nha. À, vậy hả? Đi, ở đây chưa có trang trí gì sao ta? À, ở đây trang trí đèn thôi phải không? Ở đây là có trang trí đèn nè quý vị. Còn đây là đang thử đèn nè. Đẹp. Đang thử đèn, cái dàn đèn đó quý vị. Ở trên đó là có ông già Noel với những con Trần Lộc. À. Wow, đây nè quý vị, chớp nè. Lạnh ghê á. Ở đây có rất là nhiều mô hình quý vị. Đây là hang đá này quý vị. Ủa chú, cái này mình gọi là nguyên cái khu này theo ở trong gọi là gì? Gọi là hang đá thôi à. Khu bên đây trang trí khác, khu bên kia. Bán mắt đi, chết ảnh đi. À dạ. Hồi nãy con quay từ đầu. Dạ. Dạ. Ở đây. À. Thì ở phương Đông và cái khúc đó đi, ở phương Đông xuất hiện một ngôi sao lạ phải không? Dạ là ở bên đây hả chú? Bên đây. Đây khi mà có ngôi sao lạ vậy đó thì có những ông ba vua rồi có những tuần lộc kéo xe chạy đến để chiêm ngưỡng và triều bái. Thì điện nhấn là nó chứa sinh ở đây. Nhưng mà cái đó nó cũng có cái nữa. Cái con nhìn hôm nay con có để ý cái mơ này của bố không? Con có nhìn ra con lạc đà đang phục xuống chở ba vua đó. Đâu con lạc đà đâu chú bác à? Cái mô hình này. Cái nhìn là y hệt con lạc đà. Đúng chưa? Dạ. Chứ con lạc đà nằm phục xuống không? Dạ đúng rồi, giống như con lạc đà. Có cái gù lên, cái đầu gù lên. Cái đầu nè. Cái miệng nó dạ. Đẹp quá chú ơi. Cái này mình làm bao lâu rồi chú ha? Chỉ làm khoảng 2 tuần. Wow. Dạ. Ủa mà chất liệu mình làm cái này đó là chủ yếu là gì chú ha? Bằng bao đó, bằng đồ bao cám con cò đó. Ồ. Những điều kỳ bí trên bầu trời tiếp đi. Ủa chú có là nghệ nhân không hay là chỉ là làm rồi phục vụ cái lễ thôi nha chú? Chỉ làm phục vụ lễ. Vâng. Lễ thôi. Mà đẹp quá chú ơi. Công phu quá. Cái này là như trong xứ mấy chục cái, mỗi cái là một đơn vị giáo khu, một đoàn thể, nhiều đoàn thể. Đây là một đoàn thể này. Đây là cái đoàn thể của thứ gì? Chứ con quay chú một cái được không? Hả? Quay chú một cái được không? Dạ. Ở mình tên gì chú ha? Chú tên Phi Sơn. À là mình của giáo khu nào chú? À là Của nghĩa là cái hang đá này nó là của ban huynh trưởng giáo lý viên giáo xứ đó. Nó gọi là cái đoàn thiếu nhi của giáo xứ. Đoàn thiếu nhi của giáo xứ. Mà mỗi cái là một vẽ khác mỗi nhau. Mỗi một đoàn thể là một cái, mỗi người có mỗi kiểu khác nhau. Mà nãy con điên vòng sơ qua con thấy nhiều quá luôn á. Nhiều lắm. Dạ. Ở đây hết cái khu vực này tới mấy chục cái. Dạ. Như các giáo khu trong xứ đạo kêu giáo khu mỗi cái rồi dạ. Các đoàn thể ca đoàn lễ sinh lễ, còn bên này của chú là của ban huynh trưởng. Dạ. Làm đặc biệt quá. Dạ. Con cảm ơn. Cái mô chú làm là có chủ đề đó là con lạc đà. Chú lạc đà đang chở ba ông vua đi đến để triều bái Chúa Giêsu hài đồng sinh ra đó. Con ấn tượng là cái màu á, vui quá chú. Má hồi nãy thấy đứa nhỏ. Quá trời đẹp. Con ẩm, cảm ơn chú ạ. Con điên vòng nữa. Đi kìa. Thấy rồi, canh kìa. Nhìn quá trời đẹp. Đẹp quá à. Đi nha. Hồi nãy có cái anh kia dẫn anh đi đó, nói là đi cái này là sẽ mỏi chân luôn á. Tại vì rất là lớn. Tổ chức lễ là ở bên đây hả? Ở đây là bữa đó là có văn nghệ không? Ở đây là văn nghệ chỗ khác nữa hả? Khoan mình đi qua đây mình quay nè. Ô cái này nè. Nhìn đẹp quá ha. Cái đó mình đi bước lên được không? Không, mình quay vòng đi thôi. Ý mấy con này gọi là gì ta nhỉ? Nhìn đẹp quá. Đây nè quý vị. Theo các em ở đây thì nói đây là con cù. Đây, mô hình rất là đẹp. Có đi đó lên đó được không? Được. Bình thường ở đây nó có hồ nước. Hồ nước chỗ này nè, hồ nước chỗ này. Đây nè quý vị. Nhìn rất là đẹp. Màu sắc rất là lung linh, buổi tối chắc là lên màu là sẽ đẹp hơn nữa. Ở đây. Cái này mình lên được không? Dạ. Lên được chứ bộ. Ở đây có một cái mô hình. Ý, cái này là gì ta? Từ từ nha. Chú cho con hỏi con này là thiên nga hay là cò? Dạ. Nhìn chút nhìn chị không biết ha. Thiên nga là như vậy, như cò đây. Cái chỗ đất kìa. Chưa có Chúa Hài Đồng mà. Dạ. Cái này con đang quay cái không khí chuẩn bị. Nó cũng muốn nằm một cái bãi cỏ gì nè. Con tính ra tối con mới quay cho nó đẹp á. Tối có đèn thử rồi. Cái này không làm ấy hả? Đi nữa không? Bên ơi. Chú quay chỗ nào? Chú không quay chỗ nào nữa Mình quay mấy cái mô hình đây nè. Mẹ La Vang nữa. Đúng rồi. Ủa? Mình đi thẳng đây đó hay là mình đi đây chứ? Này, cái này cũng được nè. Đi đây, đi. Thôi. Thôi con đi đường đó. Cái này mình quay ở phía sau rồi nè quý vị. Để mình ra phía trước mình quay. Ồ, đây nè quý vị. Nhìn đẹp quá nè. Đây đẹp nè. Này bà lên sáng một phát lắm. Rồi tôi nhức rồi. Rồi tôi nhức. Tôi quá, sắp vô lễ rồi. Rồi hồi mới gặp chú nhớ rồi. Ở đây. Chính hả ta? Hay là cái khu mình ở đây gọi là khu gì? Khu 4, còn cái này. Còn cái này là gì? Nhà thờ. À. Chú đợi về. Hả? Chú đợi về vậy? À, chú không có đạo. Chú không có đạo hả? Ồ, đây nè. Ở đây mới đẹp nè. Nè một bộ nè. Chú ở đây tối mình có thử đèn chưa chú? Có hả chú? Vậy là khoảng dạ. Dạ. Bà thường mấy giờ mình thử đèn hả chú? À dạ. Không, lúc vô lễ. Tại tối mà thử đèn quay mới đẹp. Dạ. Tối tang lễ đi rồi chú quay. Trong ngày lễ chú quay 2 ngày. Wow. Con chào cha. Con chào cha. Wow, đây đẹp quá nè. Đây là thiên thần. Con cừu. Đó là nai nè phải không? Dạ. Nai đây là cừu. Đây là thiên nga nè. Là thiên hòn của chị vậy. Đây có mẹ. Coi nè, coi hình nè. Ở xa xa là những cái hang đá lớn đó quý vị. Con rồng gì chú? Ủa, con rồng luôn đó hả? Dạ. Cho con vay cái này. Wow. Ai nói là phi, ăn đậu. Ai độn đó. Quất cái này lại sao? Ủa chú ơi, cái này là mình làm bằng bao hết luôn hả chú? Cái nào? Con thấy bao á. Cái đó là bao. À dạ. Còn mấy cái kia là xốp. Xốp nghiêng không chú? Dạ. Cái này là làm bằng bao đó quý vị. Mốt bự khủng đồ á. Đây mua. Đây là làm bằng mớp này quý vị, nhìn rất là đẹp. Cái này chú đậu. Ông tập cho sao lại đúng cái bớt. Đặt tôi nha. Đây là giáo su Phêrô này quý vị. Phêrô Ngô Ý Đạt, rất được danh là Phêrô Asia. Sao chú không biết vậy? Hồi nhỏ chú có học không? Chú không học cái này. Đi hai đứa ơi, đi. Mình đi này qua gấp. Ý ở đây mình không có trang trí thì thêm ha. Đẹp. Quá trời đẹp luôn. Ừ. Đâu hồ cá đâu? À vậy hả? À ngay đó đó đúng không? Ở đây cũng có cái hồ sâu 3 mét. À, bên nhà kia chú. Wow. Đây nè, đây. Ở đây có một khu đẹp. Bây giờ muốn xong rồi. Dính vô lưỡng lại. Quá đẹp rồi. Đây gọi là khu gì ta ha? Dạ. Khu này nè. Đức Mẹ La Vang. Đức Mẹ La Vang nè. À. Không, chỗ này là Đức Mẹ. Đây là giáo khu Giê-xu. Giê-xu. Du xe phải chứ ơi. Du xe chứ. Đây là giáo khu du xe quý vị ơi. Các bạn này nè, tôi nói cho chú. Các bạn này trên cái đầu, các bạn họ lấy được mấy chị gái đẹp quá. Cây đẹp trai á. Khùng thiệt á, không khùng thiệt chứ, chú thiệt nha. Ở đâu? Ở trong Facebook hả? Phải không, ở trên cái đường á, thấy mẹ nó đó. Tao còn gì nói với ông vậy, nói chú nó vậy. Ê nhớ không, hồi lúc cắm trại đây nè đẹp. Không, bên kia. Cắm trại đây nè. Ở bên kia. Cây kéo. Đây nè. Cây kéo rồi nè. Ở đây có cái cầu hay, để mấy con búp bê đi nè. Mẹ dẫn con đi học nè. Đẹp quá hả? Không, có người thích bên giùm mình. Mẹ dẫn con đi học phải không? Dạ. Ở đây là có rất là nhiều cái mô hình những cái nữa. Hang núi rất là lớn rồi. Còn đó Chúa Giêsu sinh ra theo lời của bạn ấy giới thiệu. Phải không đó, giới thiệu lộn hết trơn rồi đó. Ở đây có một cái mô hình một cái nhà này quý vị, nhưng mà chưa có hoàn thành. Ở đây có ruộng nè, người ta đường giao thông đó, ruộng là đẹp. Hồi lúc ở ngoài kia có mấy chiếc xe, đường giao thông như gì mà có mấy chiếc xe. Lúc đó, hồi lúc Noel người ta... Cái này là một tháng rồi đó. Đúng rồi, cái này là một tháng lâu rồi chú ơi. Hồi lúc đó... Lúa là mập luôn rồi đó. Kìa mấy cái cây mà đã xanh tươi luôn nè. Còn ở trên đó là một cái suối để chạy xuống đó quý vị. Hồi nãy có thử nghiệm này. Đúng rồi, cái đó căn nhà rồi. Nhớ hồi lúc người ta cho đi qua mà. Cái này mấy đứa đi lên nữa chắc sập luôn quá. Hồi lúc qua Noel năm trước đó có nguyên cái máy á, người ta lôi người. Đúng rồi đó chú. Cái đó là hang đá. Chú quay thôi đâu có gì đâu. Bạn ấy rất là thích lên. Tối nay cho lên YouTube luôn nha. Còn đây là có một cái suối, cái đây, một cái thác nước xuống nè quý vị. Ở đây có cá bảy màu nè. Với trái tim, hình trái tim. Ở đây có cá bảy màu nè. Cái đây có hình trái tim nè. Ok. Nhớ hồi lúc tao bán chả cá đây nè. Khu này nè. Đây là đang thử đèn nè quý vị. Bác ơi. Mới có thử đèn thôi mà nhìn đã. Trời ơi. Tối nó lên lung linh cỡ nào nữa trời. Sợ trong nước nhá. Có xe tắp rót tận dưới của suối cứ thế làm cái rót là không được, nó không cháy là sao ta? Cái nào? Không quá. Đây nữa. Hôm nay nè. Không kia đâu nhìn địa chưa? Đây là các cô, các chú đang lên đèn cho mình xem đó. Wow. Ô, phun sương luôn. Wow, một phát cái là lên tới đó luôn vậy hả chú? Còn mấy cái đó cầu dao trong, còn đẩy cầu dao kia lên cái khu vực có sáng tiếp tục. Dạ dạ, quá trời. Mới cầu dao xong thôi. Ôi trời ơi. Ở đây có thác luôn nè quý vị. Tới đây vô xả nó vô có người hết nước đó. Đây là mô hình có thác luôn các quý vị, từ trên cao đổ xuống nước. À, các cô chú nào mà đứng gần đó dính nước. Tại vì cái vốn nó giặt. Dạ. Dạ. Hãy mình quay mình kiểm soát cái này đó, không chơi quá. Đây là một cái thác nữa này quý vị. Hết văng hả? Có văng rồi ít không? Nó văng tại có cái su cho vô cho nó cả nó văng. Tháo luôn ra luôn. Tháo rồi. Cao su nó phân biệt từ cái thác, cho để này nó liền quá. Chừng mai cái su vô nó văng. Nội ơi cái núi vậy, cái nhà đâu trên vách núi không có đường đứng, vách đứng vậy. Vách nó bay ra có nhà nó hợp lệ chút. Không biết ông nào đánh cái nhà. Gánh chú khúc này nè, nó hợp lệ chút xíu. Ủa cái nhà đâu vậy anh hả? Ủa đâu không thấy cái nhà đâu. Cái nhà còn siêu chưa làm rồi. À cái nhà đây. Dạ. Ui. Đây là có mô hình ruộng rồi đồng rồi núi luôn nè quý vị. Dạ. Du xe. Ở đây là có cũng có trang bị hồ này sâu tới 3 mét lần đó quý vị. Ý hồ này mình có nuôi gì không? Dạ có cá. À, cá. Hồi trưa con mới đi học, con rủ bạn con ra đây thấy nuôi cá nó bự chà bát. Chú ghi đó là miếng cá dĩa, rồi tối đến đứa em á, À vậy hả? Cái còn khu này nè mình có làm cái gì không ta hay là? Dạ có. Làm hang đá, còn làm hang đá. À còn làm nữa hả? À đang làm nè đúng không? À có bãi giữ xe vậy là tối này xe nếu mà chạy là chạy vô đường sau này. Đường này nè, mở này ra. Vậy là 11 mà nếu mà bữa kia là mình muốn đi vô đây thì mình gửi xe ở đây hả? Không, trong gửi xe vô gửi xe đường ngoài, gửi xe đường ngoài hay đường trong? Trong cái chỗ nào? Gửi xe được ở trong cái chỗ đất trắng kia. À rồi. Ở đây có một cái này gọi là cái gì? Dạ. À, thác nước. À thác nước hả? Wow. Cái này là ta múc nước lên xong có đổ xuống. À vậy là sẽ bỏ vô trong đây đúng không? À, ở đây nè quý vị. Ở đây là mô hình những còn đang chuẩn bị làm tiếp nè quý vị. Ở đây đẹp hơn nữa nè, mà chưa có xong á. Phải không? Đây rộng quá à. Kiếm chỗ tè đi. Thì kiếm chỗ tè đi có sao đâu. Ừ. Không lẽ mắc tè quá rồi sao giờ. Ông chú đi bình thường à. Đây nè quý vị, đang được thử đèn nè quý vị. Mới mở luôn á. Đẹp quá à. Ủa mình đi ra trước chứ. Đi ra trước nè. Cái đèn này nhà tôi có rồi Đạt. Này có chú con làm gì? Đẹp quá trời luôn nè. Mấy người họ đó, mấy người họ cắt mốt giữa rồi khổ làm miếng này nè. Công nhận mấy người họ cắt mốt hay ha. Đẹp quá trời luôn. Viên bi. Dạ. Không mình coi hết cái khu này cái. Đẹp. Bữa nay chứ đừng có về coi con giúp lễ đi. Con hứa rồi. Lễ trên tôi sớm không có giúp. Wow, đẹp không nè? Coi nè. Coi chán nè. À. Lúc đẹp lắm luôn á chú. Chán à. Tối một chút nó quay mới đẹp. Chán. Đây là quý vị đang lên đèn. Đâu có đâu. Số lượng subscribe cao. Con đi Mỹ rồi nhưng mà con thấy lên Mỹ. Tối nay có lên ca đàn hát không? Dạ. Xạo đi cùng hát à. Vô lễ rồi đó. Chú tự đi ra ngoài có không? Không chú. Mấy đứa bạn con nó cũng không phải nó đâu Phật chứ vô chưa ngồi nữa. Cái mà đứng này làm vô mình ngồi. Dạ ngồi với đứng với mình. Vì có đồ. Đây là ở bên trái này quý vị, thì bạn bước vào. À đó, hồi nãy mà Lâm có bay đó quý vị. Hiện giờ lên đèn rất là đẹp. Nhỏ con nhớ con có đi Mỹ rồi. Đi Mỹ chơi hả? À. Bây giờ mẹ con chơi bên Trung Quốc. Đào sơ. Ở đó tắt đèn rồi kìa. Chú đi vô hang động ha. Chú thấy à? Ở đây. Mai lên đây nha. Tháng mai á. Con lại thương nhậu đi. Đi con ơi. Rồi xe. Đây là những cái mô hình làm rất là đẹp quý vị. Chú có con rồi dạ chú? Chưa. Chú sắp có con rồi. Sau đây Lâm sẽ đi vào hang đá đó quý vị. Đây Lâm sẽ đi vào hang đá này quý vị. Đây là đường dẫn đi ra ngoài. Đường dẫn đi ra ngoài. Bây giờ Hùng nó chút nó giật mình đấy. Chú thì chú không có sợ mà. Không sợ. Thôi vậy. Giật mình. Đây là ở phía trong hang đá này quý vị. Khoan để quay cái. À. Rồi, hẹn gặp lại quý vị, và để buổi tối Lâm sẽ quay đầy đủ cho quý vị xem nha.